kiến như vậy là tức là sau năm bữa chiều đá thì cái quan trọng đầu tiên nhất, thích thú nhất gọi là tâm đắc nhất là ngủ ngon, làm một giấc là đến sáng luôn, khỏi có suy nghĩ nữa. Cái thứ hai nữa là quan sát cái phân, tức là hồi xưa tôi đã nuôi gà nuôi cút rồi, thành ra tôi nhìn cái phân con gà con cút là tôi biết nó bệnh gì, biết thức ăn nó làm sao thì mới kèm theo cái phương pháp của Ozawa nữa, tức là cái phân mà mình ra mình đi ra phân mà nó hơi đen đen đó là coi như mình dư đạm, mà nếu mà nó xanh quá tức là mình dư chất dược lực tốt, tức là sẽ xanh rau nhiều. Cái phân mà đẹp nhất là cái phân nó cái màu trứng và trứng chiên đó mà nó ngà nó vừa mới bén lửa chút nó vàng, thì cái tường đá như vậy đó là càng ngày cái phân nó càng đậm màu hơn về hướng lý tưởng nhất. Những ngày hôm nay là tốt nhất. Và làm sao quý vị làm sao mà phải tập làm sao mà ngày nào cũng phải đi cầu hết, tại vì cái đó là lý tưởng nhất, không có gì hơn giải độc và cắt đó hết ngoài cái trùng. Và có ý kiến thêm như vậy với thầy này là cái gan đó, bộ phận của gan đó nó là cái bộ phận quan trọng nhất. Nó là một cái phòng thí nghiệm, nó đều điều chế những cái chất, nó gọi là những chất thuốc nội sinh từ cơ thể mình sản xuất ra. Mà hồi trước tôi học về hóa học thì tôi nghiên cứu kỹ về mấy cái phản ứng lắm. Mà tất cả những phản ứng gần như là 99.9% là phản ứng phải cần điện. Mà gan như thầy biết là gan là tàng huyết, tối nó về huyết mà về máu nó về gan mà. Thành ra mình chườm như vậy là hết sức gọi là lý tưởng. Mình lợi đủ thứ hết. Và cái đó là cái ý kiến tôi thích thú nhất. Cảm ơn thầy. Chúc mừng ạ. Tôi thì cái thời gian đó thì thấy là ngủ ngon, đúng là ngủ ngon. Trước kia ngủ trằn trọc không để giấc, nhưng mà sau đó thì ngủ ngon, ngủ sảng khoái. Thứ hai là cái nói như gì đây nói, tức là đi cầu đi tiêu nó cũng đúng mực, đúng độ, tức là bao nhiêu lần như thế chặt chẽ và không có linh tinh như trước. Hốp đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.